các bạn, chúng ta tiếp tục cùng nhau xem thêm chiếc cào đôi này vô nữa ha. Đây, chiếc này là chiếc cái này các bạn, đang ôm cua vô. Ồ, anh này đi hai bô luôn, một cái bô bự, cái bô nhỏ nè. Quá xa rồi, khỏi kìa. Rồi vậy quay đầu. Quá khối rồi. Ôi ơi. Kìa. Gướng lên trên cạn luôn các bạn. Yeah. Thổi kìa. Dữ dằn thì chết. Bạn nhìn thổi vậy nè. Trời ơi. Hết ga luôn rồi đó. Đen hết trơn rồi. Còn anh đang thả chấn cho nó lùi lùi cái đuôi xíu ha. Bắt đầu nạp ga lên nè. Đó. Nguyên cái cục khối luôn ha. Wow. Dữ dằn chứ. Kìa. Để lên đó nguyên cái quầy chú chính các bạn đó, nên kèm cái đuôi cho nó ngay ha. Tấp ra cái nó quăng ngang luôn vậy nè. Rồi ơi, chiếc tàu nhỏ vừa quật vượt qua chiếc tàu lớn luôn các bạn. Cào nhỏ ha. Anh dành anh vô trong cua trước các bạn. Lắc luôn kìa. Để mình thả chớn xem cái mực nước nó có đổ mạnh không các bạn. Bắt đầu cho nó ngay cái lái là mới lên ga vô ha. Hiện tại là mực nước này đang gồng các bạn, gồng rất là xiết nha. Đây anh thả coi cái độ trôi như thế nào đây. Cái dàn cào rất là cao nè. Cái chai đồng quá trời bự mà nó dập mà tét luôn cái chai đồng giữa luôn đó các bạn. Mấy cái be mà miếng gỗ mà đắp lên trên cái thân tàu này ha, là để khi cập vào cảng không có bị da vào trong cái thân tàu các bạn. Ôi ôi, anh này anh ôm cua ghen gì kìa. Ôi chiếc này là chiếc đực các bạn, phía trước đó là chiếc cái ha. Chút là bắt đầu anh phải đi ra ngoài bỏ cái buồng lái chút xíu để mà ngắm phía trước coi là như thế nào các bạn ha.
tiếp theo thì chúng ta cùng nhau xem anh gia trào này vô nữa nha các bạn. Nãy giờ anh ve vòng vòng, bắt đầu anh chuẩn bị vô nè. Ôm lấy cái mũi vô, hơi đâm vào bên đây tí xíu, đâm vào bờ tí xíu nha. Xong tấp qua đây luôn. Bốn cây bô nó xài khối cùng một lúc luôn các bạn. Đó. Nạp khối cục cục luôn các bạn. Bự nhỏ lớn có đầy đủ hết nè. Anh dè vô các bạn. Có một bô ha, mà anh bô các bạn rất là dữ nha. Nghiêng 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 không chạy. Đó, bắt đầu tới đây có cái mí cạn các bạn, cho nên là bắt đầu nó nghiêng nghiêng cái tàu chút xíu ha. Bẻ coi chữ A hết nè. Mấy chiếc này đã xuống đá các bạn. Mấy chiếc này vô đá tầm khoảng 2 đến 3.000 cây luôn các bạn. Thì tầm đó thôi ha. Ôm cua nhìn nhìn ra không? Mấy chiếc tàu biển ôm cua rất là gắt các bạn. Thì lúc nào cũng có một người ngồi phía trước mũi như thế này để mà tiếp anh tài công khi mà qua mấy cái cua gắt đó các bạn ha. Hoặc là mấy cái cua quất. Khối kìa. Và trái và phải gì cũng nhờ anh phía trước các bạn mới thấy được ha. Chứ anh tài công thì anh ngồi phía trong buồng lái là ngay cái chỗ trũng đó, cho nên là không có thể nào thấy ở phía trước như thế nào ha. Này hai cabin của các bạn. Ôi rồi quả lực luôn ha, nha bay bộ nằm. Đây cái mí nước của mấy anh này đi là tới đập luôn các bạn. Đèn thui hết trơn ha. Đó. Kìa. Yeah. Đây các bạn, chúng ta cùng nhau xem anh tàu biển này. Nãy giờ anh đang thử máy hay là gì không biết nha, mà anh cứ ra tới ra lui hoài các bạn. Hay là chỗ đó cạn hay gì không biết. Anh tính vô cua, bắt đầu là anh đợi vừa đâm vô cua thì nó lẻo qua bên kia không các bạn. Thì mấy chiếc tàu biển này là thì nước gồng xuống là đi xuống cái lái của nó ha. Lái nó rất là khó ăn các bạn. Bởi vì cái tình huống mà nước gồng mà bị mất lái của mấy anh tàu biển này thì phải nói là rất nhiều các bạn. Yeah, lấy cái lái về phía trong. Oh,
nó dồn cái coi chữ A nha, rất phê. Đoạn dè qua bên đây cái luồng cho nó sâu một tí, nhưng mà bên đây thì nó rất là cạn các bạn. Không biết sao đây, nó chỉ có cái luồng lạch chính giữa sâu sâu thôi đó. Đây thì chúng ta cùng nhau xem anh tài công này anh xử lý cái tình huống này như thế nào các bạn ha. Thì cái phía ở bên bờ kia là cũng rất là cạn các bạn. Là cái phía mình đứng đây để mà quay cho các mọi người cùng xem đây nè. Đó, là cũng rất là cạn nha. Thì chỉ có một luồng ở chính giữa là sâu. Bởi vì anh quay đầu là phải nói là một cái sự gì đó rất là khó khăn các bạn. Ở đây có chiếc tàu đang ôm cua vô đây nè. Cái sự cạn của ảnh ha, là đứng ở đây là nước không thể nào trôi nổi luôn các bạn. Ôi ôi kìa, wow, anh quyết định là đẩy cái mũi vô trong luôn hay gì vậy, nó nghiêng rồi kìa, cái luồng cạn nó nghiêng rồi kìa, giống như là chiếc xe của các bạn mà vướng lên những cái lề vậy đó ha. Giờ thì ảnh ve tới rồi, bắt đầu ảnh đẩy tới ve lui rồi các bạn. Đó, tình hình này là bắt đầu ảnh ve ha. Đó, thì theo cái hướng mà mình nói cho các bạn dễ hình dung nè, là cái hướng của anh tàu biển đang đi xuôi đó, đó là cái luồng của nó sâu đó các bạn. Còn hai bên là giống như là hai cái bờ vậy đó. Nó hiện tại thì nước đang gồng ha, gồng rất là dữ luôn. Hồi sáng thì cái mực nước nè, mực nước là lên tới cái mí đen luôn các bạn. Bây giờ nó gồng như thế này thì các bạn là hình dung là nó siết như thế nào ha. Rồi mình thấy tình hình này là chắc ảnh đang dè từ từ đi lại các bạn. Đây là cái chiếc hồi nãy mắc cạn các bạn. Nãy giờ ảnh lay hoay này cũng chưa có ra khỏi cái vùng cạn ha. Là lý do là anh đi anh bị hố cua các bạn, chỉ cần hố cua tí xíu thôi. Đó, là bắt đầu là phải ve tầm khoảng lay hoay tương có thể là từ 30 phút đến 40 phút mới có thể được xử lý cái tình huống mà cho chiếc tàu đi vô trong các bạn ha. Đây cây bô của ảnh nè. Từ nhỏ đến lớn luôn, ba cây bô. Đó, hai cabin luôn. Đó, bắt đầu thì anh lấy cái cho cái đuôi dục vào phía trong bờ này tí xíu các bạn. Không biết là anh có quay đầu được hay không đây.
cạn luôn các bạn. Bắt đầu ve nè, mình không biết là anh có thể lấy cái mũi được qua cái phía bên tay phải màn hình của các bạn đây không đây. Nãy giờ anh lay hoay cũng khá là lâu luôn các bạn. Nó cứ bị bê không, tấp tấp toàn tấp ở bên bên kia không các bạn. Cái sức nước chảy nó với cái gió đẩy ha. Rồi chiếc này sao đâm vào tới đây luôn rồi. Ôi lố rồi, lố rồi, lố rồi. Oh yeah. Rồi vậy thì cái anh ở phía sau các bạn là anh cũng thoát khỏi được cái vùng cạn đây ha. Đó, anh quay đầu được, anh lên gà anh chạy vậy kìa. Ôi ôi tiếng buồn nó dập nghe phê thật sự. Nãy giờ tốn thì cũng khá là giàu luôn các bạn, cho nên là bắt đầu anh mới ra được khỏi cái vùng cạn đó ha. Rồi chiếc này thì cũng hố cua luôn, hố cua thì bắt đầu cái mũi nó tấp về phía kia liền các bạn. Rồi, cứ xào tới xào luôn. Nãy giờ thì ở trên cái vùng cạn đó là rất là khó. Kìa. Rồi chiếc này cũng xào quần nữa rồi. Cái này là không phải do mấy anh tài công thiếu kinh nghiệm gì đâu các bạn, mà là do là hai bên rất là cạn ha. Rồi ở dưới đây là đã chất đá ở dưới dầu kia khá là khẩm rồi, cho nên là đi nó hết cái ở dưới đất không các bạn, lãi nó không có ăn. Đó, bị hố cua như thế này thì ảnh quay đầu được rồi đó, nhưng mà để mà đưa cái mũi vào phía trong cái ngã ba này ha thì rất là khó. Đây thêm chiếc nữa các bạn. Đó, hố cua là phải cái mũi nó đâm ở bên kia liền. Wow. Quậy lên sình hết trơn rồi nè. Bạn nhìn nè. Ô gâu. Thêm mà này nữa. Anh lại bị hố cua thêm một lần nữa các bạn. Thì hố là không phải ở đây là do anh lên ga quá nhiều ha, mà là do là vì anh không thể nào mà bắt cái lái để cho nó ăn vô cái phía trong này được các bạn. Nó đánh lái thì nó cứ vướng lên cạn và nó đi qua đi lại không à. Ở đây thêm một chiếc nữa này. Đó. Xà quần luôn. Cứ mà dính vô cái luồng cạn này thì rất là khó để mà vô trong các bạn, nếu mà như hố cua ha. Oh, yeah. Gán rồi. Rồi mình nghĩ là chuyến này là chắc ảnh vô trong ngã ba được luôn các bạn. Rồi sao quần hồi nãy thì cũng khoảng hơn ba mấy phút ha các bạn ha, thì ảnh mới được vô trong đây. Cái cua thành công các bạn. Còn bây giờ thì tiếp tục chúng ta cùng nhau xem thêm chiếc anh tàu này, tàu cào đôi các bạn. Đó, hồi nãy thì chiếc kia là chiếc cái đã vô trước rồi, thì bây giờ là chiếc này chiếc đực ha. Đó. Chiếc này thì hồi nãy đi cũng hơi hố cua cho nên là phải quay đầu, cũng quay tới quay lui nãy giờ cũng lâu lắm rồi các bạn. Cái tình huống mà nước chảy mạnh như thế này rồi thêm gió nữa ha là rất là khó các bạn, rất là khó để mà quay đầu. Đó. Đây thì bây giờ anh đã ve được cái lái gà trong ha, mà mình cũng mong là cái mũi không có bị bạc qua bên kia các bạn, để cho anh đánh lái ăn ha. Chứ cái đích là mình thấy là lên trên đây là lên trên cạn các bạn, dở lên luôn rồi nè. Ở đây thêm một chiếc cái này,
rồi lấy quá trời sâu rồi ngồi rồi lố cua nữa rồi. Rồi rồi dè yeah, đứng 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 luôn kìa. Anh này cũng đã ra thành công các bạn. Thành công là hay là anh mới được ra khỏi cái vùng cạn đó ha. Thì không biết là thêm một phút nữa thì anh có ôm cua được vô trong đây hay không thì cái đó thì mình chưa biết. Nhưng mà tất cả các bạn cùng theo dõi ha, đừng để xa màn hình nha các bạn. Ôi ôi. Xem anh này ôm cua như thế nào các bạn, đó cái lái lên cạn rồi bắt đầu nó nghiêng các bạn thấy không, nhổng lên cái đít lên luôn rồi nè. Quá rồi quá rồi, anh kia thì ve lên trên cạn luôn rồi. Rồi mong là anh này ôm cua được nha các bạn. Phía trên thì tàu đi xuống cũng khá là nhiều cặp luôn, tầm khoảng 3-4 cặp xuống các bạn. Hello. Wow. Đi hố cua là phải mất thời gian cũng rất lâu các bạn để mà quay đầu lại ha. Đây, tiếp theo đây rồi. Anh này mình thấy chắc hố qua đâm qua bên đây nữa quá. Trời ơi, kìa, cối kìa. Quá sức tưởng tượng luôn rồi. Ôi ôi. Anh kia vừa thoát khỏi xong thì bây giờ tới anh này các bạn. Chạy ha. Ở phía đó thì là cái phía cồn cạn các bạn, cho nên là dính vô thì rất là lâu ha. Đó, dè vô thì dính cái đít, chạy qua đây thì dính cái đầu. Nhau này. Cái mũi mà đi về phía kia thì mình thấy là cái khả năng là quay đầu lại hơi lâu nữa nha các bạn. Đó. Các bạn hãy đánh lái mà để cho cái mũi về cái phía mà mình đứng này vô trong cái ngã ba này, không bao giờ đánh lái được ha. Yeah. Ôi ôi. Nó cứ lẻ cái đầu bên đây không các bạn, tại vì là cái phần lái nó đã hết rồi. Nó sát đất luôn các bạn nhìn đây. Sình non không ha. Sát đất luôn thì nó mất lái rất là nhiều các bạn. Thêm một anh nữa nè, không vô được luôn. Ở phía đó thì chỗ này các bạn, từ cái phía tay mình chỉ ha, chỗ cái dòng đó là cái cua rất là cạn các bạn, khi mà nước sát ha, quyết định là qua mặt luôn rồi. Kiếm cái luồng sâu để mà quay đầu các bạn. Rồi hai chiếc luôn rồi. Bây giờ thì còn chiếc này. Chiếc này cố gắng dùng dãy để mà lây hoay quay lại ha. Rồi mình không biết là anh có thể lấy được cái mũi về cái phía mà mình đứng đây không các bạn. Nếu mà lấy cái mũi về phía này thì có thể là vô cái ngã ba nó nhanh hơn các bạn.
chạy hết cái lái rồi. Rồi thì anh này mình nghĩ là có tương lai để mà vô cái ngã ba nha các bạn. Ôi rồi kìa, phía sau các bạn nhìn cái chung dịch nó đạp sình nè. Wow. Đó thì Lây Hoay bắt đầu ảnh cố gắng ôm cua vô đường các bạn ha. Kìa, đó. Kiểu như anh thoát khỏi được cái sự giam cầm đó, bắt đầu là anh chạy liền các bạn. Lên ga chạy xiết xiết biếu biếu ha. Đâu chốn. Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh 68 TV nha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở đây là cái đoạn ngã ba để mà tiếp tục quay cho các bạn và mọi người cùng xem là cái cảnh mấy anh tàu biển là cũng đồng thời những mấy anh em ngư phủ để mà ôm cái cua gắt vô cái đoạn cua và ra ngoài biển đánh bắt nha các bạn. Đó. Hello anh. Wow. Đó. Quá đã luôn các bạn. Oh, rồi kìa. Quá sung. Chiếc trước hồi nãy đi là chiếc tàu cái, còn chiếc này là chiếc tàu đực. Thì có nhiều các anh chị hỏi mình là chiếc tàu cái tàu đực như thế nào, thì nó chiếc tàu cái thì mình thường thường là mình thấy nó thấy bự hơn chiếc tàu đực các bạn. Đó, rồi nói chung là chiếc tàu đực thì đi trên đây là tầm khoảng 4-5 anh em ở trên đây nè các bạn. Còn chiếc tàu cái thì đi cũng khá là đông ha. Đó. Đi chiếc tàu cái thì đi khoảng tầm mười mấy người các bạn. Tàu đực thì đi khoảng 3-4 người à. Chở nói chung là thức ăn này kia với lương thực rồi các bạn. Đó. Đây các bạn, chúng ta tiếp tục cùng nhau xem thêm chiếc ghe này ôm cua vô nha các bạn. Wow, anh này hai bô ha, cái bô lớn với cái bô nhỏ cặp bên nè. Họ đang canh bắt đầu vô cua nha các bạn. Ở phía trước thì lúc nào cũng có một người đứng ở chỗ kia mũi lê như thế này để mà tiếp bên đại cộng các bạn, để mà phụ ảnh mấy cái chỗ gốc cua khúc trên này kia. Anh đó thì cũng rất là quan trọng trong cái vai trò mà đang chạy ở trong mấy cái kinh nhỏ như thế này các bạn.
chạy ở ngoài kinh ngoài biển thì không phải nói rồi, nhưng mà vô cái kinh nhỏ như thế này thì rất là hẹp ha, cái kinh nghiệm phải có cho nên là vô mấy kinh là chạy nhìn mấy anh tàu biển chạy rất là hồi hộp các bạn. Đây có chiếc nhỏ này các bạn. Đó, thấy không? Lúc nào cũng có cái người đứng phát tài như thế này các bạn. Ôm hơi sát à, hơi sát lại bên đây xíu à. Đây các bạn, chúng ta tiếp tục cùng nhau xem những anh tàu biển này để mà vô những cái đoạn cua gắt như thế này các bạn ha. Cái đoạn ngã ba nè. Ở đây thì có anh đang chuẩn bị ôm cua. Phía trước có hai người đứng tiếp anh tài công các bạn. Chiếc này đi trước, chiếc này là chắc chiếc cái các bạn, phía sau này là chiếc đực nè ha. Mấy anh này là anh ra cào các bạn, cào đôi không ha. Thì Kiên Giang mình là cào đôi rất là nhiều. Đây thì mạnh nè các bạn. Hiện tại thì cái mực nước này khá là lớn ha. Mà gió thì nó hơi mạnh tí xíu thôi, nhưng mà cho nên là cũng thuận lợi cho mấy anh em tàu biển vô đây các bạn. Đó, mình nhắc lại để các bạn dễ hình dung ha. Thì cái hướng này của mấy anh tàu biển đang chạy ra đây là cái hướng của sông Cái Lớn và đi ra biển luôn nha các bạn. À, đây có bến đò. Đây còn từ cái phía ở ngoài này của chiếc này chiếc cái này nè các bạn, chiếc cái của cái chiếc hồi nãy đi trước đầu tiên ha. Cào đôi không? Đó từ cái hướng của cái anh này đang đi vô các bạn là đi vô đây là ở sông Cái Bé nha. Thôi mà nó trôi ghê không, đang đi rất là đông các bạn. Đó, anh đang nạp cái tiếng bồ từ phía xa các bạn. Anh đang ở trên cái đoạn sông này, sông Cái Bé ha. Họ đang lấy cái đầu vô đang vô cua nè, ra biển ha.
thì những chiếc tàu này là đã xuống đá hết trơn rồi các bạn ha. Chiếc này là nhìn giống như chiếc cái quá. Rồi đúng vậy, cái này là chiếc tàu cái các bạn. Mỗi chiếc như thế này thì đã đều xuống nước đá hết trơn các bạn ha. Xuống từ 2 đến 3 ngàn cây. Đó, thì con số nó mình chỉ phỏng đoán như thế thôi, không có chính xác nữa các bạn. Chiếc này cabin gửi, 2 cabin luôn. Đó. Tiếp tục chúng ta cùng nhau xem thêm anh này vô cua nè các bạn. Wow. Hiện tại thì nước đang lớn các bạn, cho nên là cái phần bánh lái của mấy anh em tàu biển này lái rất là ăn ha. Nó có cái đầu sâu cho nên là lái rất là ăn các bạn. Chiếc này thì nhỏ. Tiếp tục chúng ta cùng nhau xem thêm anh này vô nữa nha các bạn. Hồi nãy thì đi phía trước là chắc là chiếc đó là chiếc đực các bạn, phía sau là chiếc cái ha. Chiếc cào chiếc này các bạn. Rồi cái kia nạp bầu. Wow. Cũng kia có tiếng bầu. Đây có cái hành này rất mực các bạn. Dễ cái đầu lái qua lăng ha, ngồi phía trước nè. Khá là ngầu luôn. Đó. Gai không? Lắc lư luôn kìa. Wow. Như một chiếc cano luôn chạy. Đây chiếc rồi các bạn. Máy này đặt máy trong ha, ngồi lái phía trước nhìn rất là xịn nha. Đó. Ở phía trong thì nguyên chiếc vỏ đòi chạy ra luôn. Wow. Ok.
Ôi rồi. Đây các bạn, tiếp tục chúng ta cùng nhau xem thêm anh này vô cua nữa ha. Anh này thì đi bánh bắt gần không có xa. Mình thấy anh nhỏ quá nè. Ờ, cũng nghiêng ghê lắm nha. Các bạn này tiếp tục chúng ta cùng nhau xem thêm anh này vô cô nữa nha các bạn. Hồi nãy là đi chung với anh kia đó, anh kia thì chiếc cái anh đi trước nha. Cái dàn cào của nó các bạn rất là lớn nè. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau xem thêm anh này vô nữa nha các bạn, anh này cào chiếc ha. Đang lấy cái lái vô. Không, lúc nào cũng có một người ngồi như thế này để mà tiếp anh tài công các bạn. Qua trái qua phải thì cũng nhờ anh này đó. Đó, tới không rồi cũng ảnh phát tay cho tới luôn nha. Anh tài công ở trong cái cabin này là chỉ có nghe lại phát tay của anh thôi đó, chứ ở phía trong thì rất là quất các bạn. Đây, tàu của Quang Minh các bạn, quá chạy nãy giờ vô rất là nhiều ha. Quang Minh 3 luôn rồi. Theo thì chúng ta cùng nhau xem thêm anh này vô nó các bạn. Ồ, ồ. Đó, vô kìa. Mấy chiếc này đã xuống nước đá hết nha các bạn, nước đá cây á. Rồi lấy dầu này kia cũng đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ là chuẩn bị cho một chuyến đánh bắt ở phía xa các bạn nha. Mấy chiếc này thì ở bên mạn thuyền là lúc nào cũng có mấy cái miếng gỗ như thế này các bạn. Đó, để mà tránh va đập vào khi cập cảng rồi này kia các bạn, cho nó không có dính vào cái phía sườn ở phía trong ha. Này không có gắn vào đâu hay gì nè, giá lỗ ở chân nè.
biển các bạn. Mấy chiếc này chiếc tàu tải, chiếc thu mua rồi kia các bạn. Đó, tải cá rồi này kia ha, cá cơm đầu mấy kia, mực đầu này kia ở ngoài biển rồi đi vô các bạn. Phía trước có vàng xệ phía trước đó nè. Đây chiếc này chiếc tàu kéo các bạn. Đó, để ba kìa. Nghiêng nghiêng luôn. Đồ các bạn, cà phê rồi đường bột ngọt nước mắm này kia ha, tải để mà lên trên mấy cái ghe biển đâu này kia chuẩn bị một chuyến đánh bắt xa bờ nè. Kìa qua mặt luôn trời. Khói gà gào 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 luôn ha. Rồi mình thấy là chắc ôm cua các bạn. Oh. Nạp cũng xịt xịt khói luôn nha các bạn. Wow. Thì hiện tại là mực nước đang khá là lớn các bạn, cho nên là mấy anh em tàu biển cũng như mấy anh em ra cào này kia là đi sát cái mé bên kia các bạn ha. Khi nào mà nước rộng thì bắt đầu mấy anh em mới đi sát cái mé bên đây.